cô đây. Ok, cô đây. Oh no. Ok, cô đã trở lại. I'm back. Rất xin lỗi các con rồi, có lỗi một chút. Ok, chúng ta đang cái câu chuyện của bạn Tina đúng không? Đấy, như là cô nói đấy, hôm nay là cô cũng đang hơi đói bởi vì là trước khi vào lớp thì cô cũng ăn rồi, nhưng mà cô cũng xem thêm một vài video về nấu ăn nữa nên là cô cũng lại đói rồi ạ. À, cô mong các con là sau khi học bài hôm nay xong thì chúng ta không bị đói giống cô nhé. Ok. Rồi các bạn vào đủ rồi đúng không? Ok. Ok các con. Okay, today we have unit 2, taste wonderful. Okay, today I'm making pancakes. Lesson 1. Today I'm making pancakes. Okay, do anyone know what pancakes are? Are pancakes. Okay, Hoàng Giang. Cô hỏi cái bánh tét á. Đó là cái bánh tét ạ. Đúng rồi, yes. Okay. Pancakes. In Vietnamese is bánh. Có phải bánh gì nhỉ? Gọi là có thể gọi là bánh rán cũng được. Ok, nếu mà con gọi là bánh crepe thì cũng không đúng lắm. Nó là pancakes. Pancakes là cái này nè. Lấy cái này nè. Ok. So, can anyone tell me what are the ingredients are there in pancakes? Okay, what are the ingredients in pancakes? If you don't know, you can guess. It's all right. Đúng rồi, giống bánh kiểu bánh cream nhưng mà không có nhân nữa. Okay. Yeah. It has wheat, milk, eggs, butter, and some honey. Okay, honey for toppings, for a little bit sweetness there. Okay, very yummy. So what do we usually eat pancakes with? Cao Danh Lưu, con có đấy không? Are you there? What do we usually eat pancakes with? Cao Danh Lưu đúng không? Are you there? Đâu rồi? Okay. Phan Nhật Đăng Minh, are you there? Yes. Okay. So what do we usually eat pancakes with? Hả? Có như thế đang ở lớp đấy không ạ? Ever. Chúng ta thường ăn pancakes với những cái món ăn gì, những topping gì? Đâu rồi? Con đâu rồi? Strawberry. Yeah, strawberry. We can eat pancakes with fruit, right? Fruits, maybe strawberry, blueberries, or maybe bananas. Okay, so what is this yellow thing here on the pancakes? What is it? Bạn đang nói nhỉ? Vẫn là con đấy, Đăng Minh ạ. Okay, what is that? Yeah, and some honey drizzle on the pancakes. Okay. Ah, I'm starting to feel hungry. Okay. So here are the ingredients that we need to make pancakes. Okay, so we will need egg, butter, vanilla extract, maybe optional, milk, flour. Okay, chúng ta có trứng này, bơ này, sữa, bột mì và đây là hương vị vanilla đúng không nào? Chiết xuất vanilla. Cái này thì có thể mình không cần cũng được nhưng mà nếu có thì sẽ rất là thơm. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học cách làm pancakes nha. Không biết các con đã từng làm giờ chưa? Cô từng làm rồi nhưng mà nó hơi fail chút. Ok, so you did. So you've made the pancakes before, Đức An, right? Yes. Yes. How did it work? How did it go? Me too. Me too. Did it go well? Did it yes, go very well and yummy. Very good. Okay. Okay. I think I need to make some pancakes this weekend. Okay. Let's look at the picture and let's match. Okay. Let's match the word to the letter. Okay. So number one, the number, I know the number to the word right here. Okay, Minh Dũng never made pancakes before. Okay, cô chỉ cần một bạn thôi, một bạn làm giúp cô bài này thôi. Thu Huyền nha, Thu Huyền 5A. Làm đúng hết nha. Nếu mà con sai cô lại gọi bạn khác luôn đấy. Sai một từ là gọi bạn khác. Ok. Thu Huyền con đang nói rồi đúng không? Ok, mình sẽ nối nhá. Chúng ta sẽ có 7 đúng không nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7. Maybe ingredients in the picture. Okay, so what is number one? Number one is oil. Oil, yes. Number two? Number two is a bowl. Yes, a bowl. Right. Number three? Number three is a lemon. A lemon, yep. Number four? Number four is chocolate sauce. Chocolate sauce. Yeah. Yummy. Okay, number five. Number five is fresh fruit. Fresh fruits. Okay, fresh fruits. Number six. Number six is cream. Cream. Yeah. Wow, delicious. Number seven. And number seven is a pan. Yeah, number seven, a pan. Great job. Great job. Thank you so much. 7 out of 7. Correct. Thank you so much. Okay. Cô mời bạn nữa. Nhắc lại giúp cô nha. Cô hỏi random. Cô hỏi random. Bạn nào nhỉ? Bảo Khôi. Hello. Hello. So, what is number four? It's number four. So. Chocolate sauce. Okay, do you like chocolate? Yes, I like chocolate. Okay, so have you ever had chocolate sauce? Maybe drizzle some on ice cream? Have you ever had chocolate sauce? Bạn đã bao giờ ăn sốt sô-cô-la chưa? Bảo Khôi. No, yes or no? No, I don't. Okay, no, you haven't. Okay, so we eat chocolate sauce maybe on pancakes or some, on ice cream. Okay, wow, perfect. Next one we have Sương, học sinh mới à con? Sương. Con là gì Sương vậy? Hello Sương. Welcome. Hello. Welcome to the class. So what is your full name? Đoan Thị Thu Sương. Đoan Thị Thu Sương. Hello. Very nice name. Okay, so can you tell me what is the only kitchen utensil in the picture? Kitchen tool. The only kitchen tool in the picture? Mình có một cái dụng cụ nấu ăn gì ở trong hình nhỉ? A pan. Yes, a pan. What is a pan? In Vietnamese. A pole. Okay. What is a pan in Vietnamese? Cái chảo. Okay, cái chảo. Okay. And you had tell me another one, right? A bowl. Okay, what is a bowl in Vietnamese? A bowl cái bát ạ. Okay, cái bát, đúng rồi. Very good job. Thank you. Welcome to the class. I hope you enjoyed it. Okay, Tina. Tina, are you there? Okay. Yeah. Okay, so can you tell me what are the fruits in the picture? What are it is strawberries and bananas. Strawberries and bananas. Okay, so can you tell me and everyone about some more fruits that you know? Grapes, kiwi, watermelon, yeah. Coconut, oh yeah. Okay, a lot of them, right? Thank you. Okay, đúng rồi. À, còn một gì nữa nhỉ? À không, thế thôi, hỏi vậy thôi. À, thôi cái nữa. Chúng ta có lemon. Nào phân biệt giúp cô. Có một cái loại chanh của nước mình hay sử dụng ấy, vỏ nó màu xanh đúng không con? Thì cái đấy có gọi là lemon không? Lime. Ok, bạn nào nói đấy. Nói đấy. Bạn đang nói nhỉ? Cô không biết bạn nào đang nói. Em à. Ok, ai đúng nào. Ok, lát nữa cô sẽ cho các con làm bài quiz nho nhỏ về cái này nha. Ok, đúng rồi. Chúng ta cream là kem nha. Ok, rồi cô sẽ gửi cho con bài quiz nhỏ nhỏ này nha. Where is it? Chờ cô một tẹo nha. Ok. Share màn hình. Bạn nào muốn thì có thể nhập cái đường link này vào, hoặc là cô sẽ copy cái link này cho các con vào trong chat nha. Ok. Chúng ta hiện tại tạm thời mình không nhắn vào trong chat nữa, để cái đường link nó sẽ ở ngay dưới để các bạn có thể vào nha. Trong khi mà chờ đợi thì ở trên màn hình của các con sẽ hiện các từ mới ở trong cái tệp flashcard này. Các con có thể nhìn qua nhé. Xem qua xem là chúng ta có những từ gì để lát nữa mình chọn cho đúng. Ok. Đây nhầm. Thanh sách này. Đói quá các con ạ. Ok, chúng ta có các cái từ sau đây, cô sẽ share màn hình cho các con nhìn nhá. Đây, oil, bố, lemon, lime, chocolate, sauce, fruit, cream, pan, flour, mix, serve và add. Ok. Cô sẽ mở dần lượt các từ nhá. Oil là gì? Dầu ăn. Next one, bố, cái bát. Lemon, nhớ nha, quả này là quả chanh vàng, không phải quả chanh xanh của nước mình đâu. Quả chanh xanh thì mình sẽ có cái từ khác là lime. Chocolate, tất nhiên rồi, là sô-cô-la. Sauce là nước sốt. Fruit, hoa quả. Cream, kem như kiểu là cái kem mà nó vẫn còn lỏng ấy các con, khi mà mình đánh lên nó sẽ bông lên như là kem mà chúng ta hay ăn. Pan, cái chảo. Flower, đọc giống từ bông hoa nhưng mà nó có nghĩa là bột mì. Mix, đây là động từ có nghĩa là trộn. Serve là phục vụ hoặc là bày biện món ăn. Tiếp theo là từ add, cuối cùng là từ add, là từ thêm vào. Add butter, add the egg to the bowl. Như thế. Ok. Để xem các bạn vào nhiều chưa nha. Có 35 bạn vào rồi. Có bạn nào vào thêm nữa không? Để cô có thể mở link. Các bạn vào hết chưa? Có cần cô gửi lại gì không? Cô bạn create game nha. Có 55 bạn mà mới có 35 bạn thôi. Có bạn nào không chơi được không? Các con nghe được cô nói không? Ok, cô bắt đầu nhá. Let's start. Phải là cô đang mute cái này không? Sorry các con, to chút. Con là Quang Hùng ạ. À, Quang Hùng. Ok. Hello con. Con có phải là học sinh mới không hay con đã từng học lớp của cô rồi? Con học sinh mới ạ. À, đấy, cô đang thấy là hơi lạ lạ mà. Ok, so can you tell me and everyone something a little bit about yourself? I'm grade 6. Okay. So what's your full name? First, what is your full name? Nguyễn Quang Hùng. Nguyễn Quang Hùng, okay. So which grade are you on? It's grade 6. Okay. Oh, okay. Okay, so welcome to the class and congratulations on being in the top one. Okay, thank you. Thank you, guys. Okay. Rồi, chơi lại cô à? Cái này nó không được vui như là Quizizz bởi vì là có một bạn thắng là mình sẽ dừng cuộc chơi luôn ý. Cô đang nghĩ xem là mình có một bài gì đó cũng kiểu kiểu như thế này không? Sao con? Đã chơi nữa gì? Được không? Mình thấy bài giảng chậm gì như là hơi bất công gì cô. Bạn nào nói nhỉ? Con ạ, Đức An ạ. Đức An là con? Cô đây. Con bảo gì? Có một con đợi mãi rồi mới hiện ra câu khác. Con đợi mãi rồi mới hiện ra câu khác hả? Để cô tính xem là cô có nên dùng cái app này nữa không. Chơi lại một lần nữa, thử lại một lần nữa nhá. Cô chơi lại đi cô, chứ nếu mà có một bạn thắng thì đâu có phân được nhì ba đâu cô. Thì nhớ chơi có nhì ba chỉ là nó không hiện tên thôi các bạn. Các bạn này đang disconnect à? Để chúng ta sẽ cô hãy copy lại link vào đây. Chơi lại nhé. Lần sau cô sẽ chơi quizzes chứ không chơi cái này. Chơi cái này chỉ phục vụ là mình học từ mới thôi các con ạ. Các con có thể xem lại mà đúng không? Ok, bạn nào chưa vào được thì chúng ta sẽ vào lại bằng đường link của cô nhá. Nhớ là vào một máy thôi nhá, đừng vào nhiều máy nhá. Ok, có 40 bạn rồi. Ok. Sẵn sàng rồi cô ơi. Cái nhạc buổi cuối. Đừng có thế. Ok teacher. Sao nhỏ cái volume rồi. To. Bắt đầu nhá. Chưa có chơi con chị. Là bạn Quang Hùng ấy. Đó là bạn cô. Ác lắm cô. Chơi lại đi cô. Trời ơi rồi. Chơi lại đi cô. Cô được. Quyết đi cô. Ok, chờ cô tí. Again à. Again. Còn nhiều trò lắm, con yên tâm. Con chơi trò này còn trò khác. Yên tâm. Làm sao mà cô biết là cô bạn peacock là bạn nào và bạn giraffe là bạn nào? Cô cũng chả biết nhấn vào đâu. Ok, xong rồi đi đến start thì nó lại ra mấy cái tên này luôn. Cha hiểu. Không hiểu. Rồi, tạm thời dừng ở đây đã. Cô dậy tiếp rồi, cuối giờ sẽ có một cái rất là hay, con yên tâm. Con cứ yên tâm. Ok. Đó. Ui. Rồi. Bạn nào không chơi được thế? Có những bạn nào không chơi được nhắn vào trong chat cho cô xem nào. Mấy có bạn nào không chơi được? Bạn nào bị lag? À, Minh Anh ở đường thứ 2 à? Ông bị lag. Tố Phương. Ơ sao nhiều bạn bị lag thế? Chứng tỏ cái trò này không nên dùng nữa rồi. Chèm. Con cũng bị lag bạn nào? Con là con nào đây? Rồi, được rồi, cô sẽ nghe các vui luôn. Không, có nghĩa là cô sẽ không dùng cái ứng dụng Quizlet nữa, cô dùng cái Quizizz như bình thường ấy, chứ không phải là thôi luôn. Rồi. Tiếp. Sẽ có trò chơi tiếp theo vui hơn. Trò đấy cô chỉ mở ra để mình có thể học từ mới thôi. Bây giờ nghe cái này nha. Bây giờ bạn Nam này, bạn ấy sẽ dạy chúng ta cách làm pancakes như thế nào. Rồi chúng ta nghe thật là chú ý vào cho cô và xem là các bước nấu ăn của bạn ấy như thế nào. Rồi chúng ta lại sắp xếp nhé. Track 1.12. Hello and welcome to Cook It. Today on the show we've got James from Oxford and he's making pancakes for us. What are you doing now, James? I'm mixing the eggs and the milk together at the moment. How many eggs have you got and how much milk? I always use 2 eggs and 300 millilitres of milk. I never use water. Okay, James. What's happening now? I've got 100 grams of flour in this bowl. I'm adding the milk and eggs to the flour. I always mix it really well. Are you ready to cook the pancakes now, James? Yes. I'm putting some oil into the pan. It needs to be really hot to cook pancakes. I'm cooking the first pancake now. I always make my pancakes very thin. Now, this is the difficult part. I need to cook the other side. Ooh. And now, onto the plate. That looks great, James. What are you putting on the pancake? This is chocolate sauce. I usually serve pancakes with lemon and sugar, but I'm not doing that today. As you can see, I'm serving this one with chocolate sauce, fresh fruit, and cream today. And here it is. Enjoy. Sao? Được rồi các con. Rồi bạn nào có thể sắp xếp cho cô thứ tự của các bước làm pancakes của bạn James đúng không nào? Ok. Này. Từ. Để cô gọi. Bạn nào đang nghi đấy. À, bạn Mai. Rồi các bạn lần lượt. Em thưa cô là đầu tiên là F ạ. F. Ok, F có đúng không nhỉ? Ok, what is he doing in F? Đang làm gì đấy? Lo em Miss Flor Anna. Rồi. F là F rồi. Một là D con ạ. Ok, D. D mới là bước đầu tiên. Ok, đầu tiên bạn đi đang quấy trứng với cả bột đúng không nhỉ? Không, không phải. Quấy trứng với cái gì? Chúng ta vừa, cô vừa nói đó con, là mình có những cái ingredient gì, những cái thành phần gì trong món pancake. Có sữa này, có trứng này, có bột này. Đầu tiên nhá. Miki là bạn đang làm gì? Bạn đang khuấy cái gì? Khuấy cái gì với cái gì? Mai. Bạn nào đang nói nhỉ? Mai con đang không nói nữa đúng không? Ok. Bạn nào cô ơi luôn. Bạn nào đang nói thì nói. An. Đức An. Ok. And milk. Okay, he's mixing the milk and the egg. Okay, thank you, Đức An. Next one, số 2, bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo là Đào Khánh Linh. Đào Khánh Linh đâu con? Okay. Bước số 2 mà bạn James đã làm là gì? Sau cái bước mà khuấy trứng với cả sữa là mình làm gì? Bước thứ hai là bạn James khuấy trứng với lại bột. Ok, bạn ấy sẽ khuấy cái hỗn hợp vừa rồi với cả bột đúng không nào? Ok. Em. Ok, em là bạn nào? Ok, đúng rồi là F. Tiếp theo, bước số 3. Bạn là English name rồi các bạn thì Cao Danh Lưu. Với cô gọi con từ nãy mà con chẳng trả lời cô gì cả. Con có trả lời cô không thì cô gọi bạn khác đây. Thôi cô gọi bạn Nam Phương nhá. Bạn nào? Cô trả lời rồi cô. Danh Lưu đúng không? Rồi, con trả lời cô. Okay. B là cái gì con? B là bạn trên, bạn làm gì? Con có đang nói không? Nam Phương nha. gọi tên Nam Phương từ nãy. Ok, bước tiếp theo là B đúng không con? B là bạn đang làm gì thế? Đổ dầu. Đổ dầu vào chảo. Ok, đúng rồi. Bạn nào đang nói nhưng không phải bạn Nam Phương đâu. Ok, bước tiếp theo. Em. Không phải con cùng. C. Ok, bước tiếp theo là C. Tiếp theo là G. Ăn với chocolate sauce thì thôi. Tại meeting will end in 10 minutes. What? Thầy Vương ơi. Meeting lại chuẩn bị tắt mất rồi. Thế thì tầm 10 phút nữa thì là chị cho các bé vào lại cũng được. Ok, mong là thế thì cô sẽ dành cái 10 phút này để cho con chơi cái trò cuối cùng. Nếu lát nữa mà chúng ta không thể vào được thì chúng ta vẫn đã được chơi rồi. Chào cô. Mở ngay bây giờ đây. Where is it? Đâu rồi. Ok, cô hôm nay cô sẽ cho các con xem một cái video này. Tập trung chú ý nha. Không phải nói. Where is it? Teacher. Sao hả con? Cứ tưởng là quiz này chứ. Có quiz. Yên tâm. Hàng hóa. Bây giờ cô sẽ gửi link vào trong chat. Lag quá cô. Cô cũng lag con ạ. Cô cũng rất lag đây. Thằng Ngọc Quang cô. Còn lag không con? là một cái màn hình màn hình đen đúng không? Cái màn hình đứng yên. Bởi vì cô đang không share màn hình. Rồi các bạn check. Các bạn check inbox. Vào đấy trước rồi cô sẽ cho xem. Rồi cứ vào đi. Vào hết rồi chúng ta mới xem video, sau đấy chúng ta mới trả lời câu hỏi trong quiz nha. Bạn nào vào trong quiz xong rồi thì nhắn vào trong chat cho cô để cô biết. Rồi, cô thấy có 35 bạn vào rồi thì cô sẽ bật video nha. Ok, chat chú ý. Me too. Mì trộn cơ. Ông nghe thấy tiếng gì cô? Màn hình nó bị lag ạ. Bạn nào nói nhiều quá, để yên cho các bạn khác xem nào. Theo lần nữa nhá, cho đỡ kêu nhá. Chơi chưa cô? Vào rồi cô. Làm không có biết. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trò chơi. Start. Sao sai nhiều thế? Chậm mà chắc đúng không? Ok. Tôi rất thích chiến thuật của bạn Tina. Xong rồi. Giờ này sai có vẻ hơi nhiều nhỉ. Ok, chúng ta sẽ chờ kết quả cuối cùng nhé. Các bạn đang chơi. Ok, nhìn chung là top 1 của chúng ta chắc chắn là bạn Tina. rồi. Tiếp theo là bạn Đức An. Em gì Nghĩa nhỉ? Nghĩa đoàn kết muốn chết. Nam Phương, Mbappé và Nguyễn Anh Thái. Bạn chơi hả? Đoàn kết đây mà chết không phải chơi 2 lần nhá, chơi 2 lần loại luôn. Của end game đây. Con còn chưa kịp ấn vào mà cô. Chơi lại thì chơi lại. Ui, chết. Mạng bên con, bạn lên bạn nào. Lát quá. Ok, rồi, nhìn chung chúng ta có bạn Thủy Tiên, bạn đi chơi cái chiến thuật là chậm là chậm chắc. Ok. Rồi, chúng ta các con thấy cái video đấy như nào, có bị nhanh quá không và mình có thể trả lời nhanh cái bài quá, này nó tốt không? Bình thường cô. Thế thì chúng ta có liên quan đến cái này không? Con chơi lại đi, con chưa kịp. Không, các bạn nhắn vào chat cho cô. Con không hiểu á? Thì chúng ta sẽ xem video này, sau đấy mình trả lời những câu hỏi này dựa vào nội dung của video đấy. Trời ơi, cô cho chơi lại. Ok, được rồi. Cô sẽ cho con xem lại cái video đấy. Bởi vì cái Zoom nó sắp bị tắt rồi, cô sẽ cho con xem đến khi nào nó tắt. Sau đấy chúng ta sẽ vào lại và chơi lại trò này được không? Ok. Em nhé. Em nhiều cả đói lắm. Tina, dạ bị chưa? Hungry. Who's hungry after this lesson? Có thêm lại nữa này. Rồi ơi, ok. Chung